Để xem trận này chọn chiến lược như thế nào. Pháo đầu. Pháo đầu. Cũng pháo đầu. Được. Hảo án. Lên xe cho nó thoáng xem nào. Dùng mã đuổi xe. Thôi thế thì xe về thôi chứ làm nào nữa. Căng nhỉ. Cơ hội đây rồi. Chờ mãi. Pháo lồng. Hết cờ. Thôi thua rồi. Mất cảnh giác quá. Tại hạ bái phục. Ván cờ rất hay. Xin chào quý vị khán giả, đây là chương trình lướt trên VTV Go. Em nói á, em chào á. Xin chào quý vị khán giả. Cái gì vậy bà nội? Anh chị hôm nay mình nói chủ đề gì nhỉ? Phức tạp lắm. Thôi, em xin canh cho chị. Hết cờ tưởng rồi, bây giờ anh chị lại còn định dẫn chương trình tưởng à? Tôi dẫn ở đài truyền hình Việt Nam đến nay là từ năm thứ 18 rồi, còn chưa thấy ai gọi tưởng tượng nhiều như canh các chị. Không chào khán giả, mở miệng ra thì làm sao người ta biết anh chị nghĩ cái gì? Cái cơ quan căng thẳng quá, vẫn đang quen ủ mưu, thông cảm. Đang phải suy tính chị. Thôi, chào khán giả, câu tử tế tôi nhỏ. Xin kính chào quý vị khán giả. Đây là chương trình Lướt trên VTV Go. Và quý vị biết không, dạo này ba người chúng tôi là phải ủ mưu và tính toán nhiều lắm. Tại vì hiện nay ở trên một số những chương trình của đài truyền hình Việt Nam ấy là hay nói đến cái câu chuyện về chiến thuật. Đặc biệt như là trong cái chương trình Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng vừa rồi thì chúng ta đã thấy rõ là các chị đẹp bên cạnh việc đẹp ra thì các chị còn sử dụng cái đầu rất là nhiều để có thể tính toán ra được những cái chiến thuật hợp lý nhất. Làm sao để cho đội ứng cử viên quán quân và đội hồi sinh có thể giành được những chiến thắng rực rỡ nhất. Em thì em thấy thế này này, tức là vì sao chúng ta lại sử dụng một ván cờ ở đầu chương trình? Đó là bởi vì chơi cờ ấy là một trong những cái hoạt động quen thuộc nhất mà chúng ta sẽ phải sử dụng những chiến thuật. Kỳ thủ hơn nhau chỉ đơn giản ở chỗ là ai nghĩ ra được xa hơn những người khác, có thể tính toán được nhiều những nước đi trước hơn người khác mà thôi. Và trong chương trình Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng bây giờ thì thực sự là như là những cái ván cờ, những cuộc đấu trí. Công diễn vừa rồi thì cái chiến thuật các chị đẹp đưa ra rất là cao tay. Đó là bởi vì xuất phát từ cái luật chơi cũng khá là phức tạp. Có tổng cộng là 14 cái ô để giải thích cho luật chơi của công diễn năm này. Từ luật chơi chung này, rồi đến vòng battle cá nhân này, rồi vòng thi nhóm này. Mỗi vòng lại chia ra một ô khác nhau. Đó, phức tạp không? Đến 14 cái trang như thế này thì bên cạnh cái việc là học lời bài hát mới, học điệu nhảy, thì các chị đẹp còn phải học thuộc cái gọi là luật mà ban tổ chức đưa ra. Em nói thật nhá, em xem lúc mà hôm xem trên TV ấy, em đần mặt ra em phải hiểu lúc cái đoạn mà tất cả những cái luật chơi đều đưa ra đần mặt lên. Chả hiểu gì luôn, xong rồi phải lên YouTube xem lại. Tua qua tua lại vẫn không hiểu luôn. Thực sự nó quá phức tạp, nó quá nhiều những cái khả năng xảy ra mà có thể ảnh hưởng đến cái kết quả cuối cùng. Em cũng thế. Em nhá, phải ấn pause rất là nhiều lần, đọc kỹ rồi vẫn không hiểu. Mà không chỉ mình đâu, các chị đẹp ý, lúc mà nghe phổ biến luật ý, thì cũng nhiều chị đã như mình đấy. Cũng hơi ngơ ngác một tí, chắc là chưa hiểu lắm. Chắc là phải sau này trong quá trình luyện tập thì mới tìm hiểu kỹ về về luật chơi đấy. Em thì em thấy rằng luật có những cái điểm rất là thú vị ở chỗ là có những cái lợi thế nhất định dành cho đội hồi sinh. Bởi vì đội hồi sinh thì chúng ta cứ phải mặc định coi họ là những người ở thế yếu hơn đi. Đúng không? Bởi vì họ là những người cũng phải sử dụng đến quyền hồi sinh mới quay trở lại được. Bao giờ cũng thế, trong lịch sử, trong tất cả những câu chuyện chúng ta được biết, nếu mà muốn lấy yếu thắng mạnh thì phải dùng cái đầu, đúng không? Phải dùng mưu kế, phải có mưu kế, phải có chiến lược rõ ràng. Hai nhóm kia cũng sẽ có 7 thành viên như mình, và mình phải tự ngồi mình dự đoán xem là mọi người cử ai ra hát bài gì, đấu bài gì. Đúng nha, cái đúng không? Đúng nha. Cuộc chơi này không chỉ riêng về kỹ năng kỹ thuật, mà nếu như mình có chiến lược tốt hoặc là mình có cái một cái chiêu gì đó mà mình lấy được tình cảm khán giả là mình cũng có thể. Em nghĩ là không cần phải đoán là đội kia sẽ cử ai ra, bởi vì mình đoán để cũng không để làm gì, mình cứ làm cái gì tốt nhất của mình là được. Cái quan trọng ở đây là em yên em đoán, mình đoán vui đi mà. Trời ơi. Tất cả các cuộc chơi đều phải có chiến lược. Đúng. Tại vì nếu như mình không đoán thì mình trùng màu với đối thủ, hoặc là đối thủ sẽ mạnh hơn mình với cái màu đó. Cái phần nhạc, mình sẽ phải tính chứ. Giống nhau thì sao? Đúng rồi. Vậy là qua cái phần trao đổi rất là ngắn vừa rồi thôi thì mình cũng có thể thấy rõ được phần nào tính cách của một số những cái thành viên của đội hồi sinh. Ví dụ như là chị đẹp Thanh Ngọc ấy thì cũng rất là vô tư, chiến thôi. Đi vào cuộc là chiến, mình có năng lượng như thế nào thì mình bung tỏa ra hết, và gặp ai thì mình cũng sẽ sẵn sàng để đấu với cả người đó. Chị Đại Đoan Trang
thì là một người nhiều tuổi hơn và có cái tính cách điềm đạm chín chắn hơn thì lại có một cái suy nghĩ khác. Đó là chúng ta cần phải suy ngẫm rất là kỹ trong việc đưa ra cái chiến thuật nào cho đội của mình. Có những cái người luôn luôn phải đi mỗi nước là phải tính cực kỳ kỹ lưỡng chi li đúng không? Tức là trong nhóm cũng phải có Khổng Minh ấy đúng không? Trong cái vòng này nó căng thẳng ở một chỗ là chỉ có nhiều nhất 3 cơ hội được đi tiếp thôi. Và ít nhất là một người, tức là có khi cả đội cùng chiến đấu, cùng thách đấu để cho một người có thể đi tiếp thôi. Chính vì vậy các chị đã phải rất là tập trung, phải suy tính xem là làm thế nào để có thể tối ưu hóa được cái khả năng của từng thành viên và đồng thời là tối đa hóa được điểm số nữa. Khoan nói đến việc là có thể cạnh tranh và giành chiến thắng được hay không nhá, nhưng trước hết để đội đối thủ không đoán hoặc là có sự nhìn nhận sai lệch về việc là ai sẽ biểu diễn tiết mục nào thì team hồi sinh đã có một chiến thuật rất hay, đó là họ tung hỏa mù. Cụ thể là họ đã để Nguyên Hà tập hát bài Anh, cái ca khúc mà phải nói là khó nhất trong các bài ở đó. Giả diệt thật mà là. Đúng là khi mà hai đội đối thủ ấy thì người ta thấy rằng là trời ơi, Nguyên Hà một trong những giọng vocal đỉnh cao mà đã hát bài Anh thì nếu để có thể chiến thắng được vocal thì chắc chắn là đội mình cũng sẽ phải chọn ra một cái giọng hát tương xứng với cả giọng hát của chị đẹp Nguyên Hà đúng không? Đúng rồi, trên cái đoạn video này thì chị đấy. Đẹp Nguyên Hà chị ý đã để là đoạn này là tôi đang tập bài Anh để cho đối thủ nhìn vào là đối thủ bị lừa. Không biết có đúng không, thực ra em nghĩ khi cũng có khả năng khác, chẳng hạn như là định cho chị Nguyên Hà hát bài Anh rồi xong rồi thay đổi lại về chiến lược. Nhưng rồi cuối cùng thì Nguyên Hà đã không hát bài Đúng Anh. Rồi. Nhưng mà chọn Nguyên Hà để tung hỏa mù rất là hợp lý nhá. Thực ra là chị Nguyên Hà ngoài đời cũng rất ít khi đùa đúng không? Làm gì cũng rất là nghiêm túc, rất là chân thực ấy. Và mọi người nhìn chị tập cũng không nghĩ là chị sẽ đùa đâu. Nói chung là cũng không biết là có đúng là tung hỏa mù thật hay không. Đấy là quan điểm của em. Nhưng mà nếu mà có thì cũng là một chiến thuật thú vị. Nhưng đấy chưa phải là chiến thuật thú vị duy nhất đâu. Mà là nhá, em nghĩ cái này là cũng là suy luận của cư dân mạng là nhiều, nhưng mà khi mà mình nghe qua các chị đẹp nói chuyện với nhau thì cũng có vẻ là đúng. Tức là ở đây hình như là đội hồi sinh đã sử dụng cả binh pháp tôn tử. Mọi người có tin được không? 36 kế có một cái kế có tên chuẩn. Là chuồn thì các chị quay lại làm gì nữa? Mỹ nhân kế. Mỹ nhân kế ở đấy ai chỉ là mỹ nhân thì thay mận đổi đào. Mà chị nghĩ khả năng cao là đội bạn sẽ là phải có những cái vocal rất kinh hát bài này đấy. Em cũng nghĩ vậy. Em có sợ không? Sợ chứ, bài này cũng đâu phải quản gì. Chị sợ quá nên chị nhường mày đó cho em ấy. Bài ăn khó nhất thì là đây. Thôi, khó nhất đây, đây, cao đây. Lắm thì còn bác Quyên thôi. Có phải là vấn đề là cho Quyên xử lý. Có thể có khi mình thể hiện bài ăn luôn không? Thì coi như là để slot các chị chiến đấu mạnh mẽ hơn, còn mình thì coi như mình lên vàng kiểu dạng như thế. Nhưng mà cô giáo thanh nhạc khuyên là thôi em ơi, đừng em ơi. Mình chỉ mong là mình có cơ hội được đứng lên sân khấu một lần nữa thôi. Và bên này Hakino, Hakino, Hakino. Phải bất ngờ không? Hakino chơi vocal. Wow! Wow! Xin mời em đừng đứng cạnh anh. Wow! Hãy nhìn về. Rõ ràng là đội hồi sinh là đã có tính toán, tức là thôi bây giờ hay là nhìn thấy bên kia toàn những vocal khủng như là Lệ Quyên này, thậm chí đi Mỹ Linh còn không dám tham gia vào, thì hay là thôi đội mình coi như là vòng một mình bỏ. Và như ở đây khán giả cũng đã tinh ý để ra cái chiến lược này. Không có ý chê Hà Kino, nhưng rõ là Hà rất dũng cảm khi chọn bài này, dành cơ hội để những chị có kỹ năng tốt thể hiện bài khác, xác suất có nhiều chiến thắng hơn thay vì chày cối với bài này. Tôi lại nghĩ rằng là khi mà chúng ta lần đầu tiên thấy một cái giao diện rất là đặc biệt như thế của Hà Kino, và cô ấy chưa bao giờ xuất hiện trong một hình ảnh nữ tính đến như vậy, thì tôi nghĩ đây chính là cái sự
bất ngờ dành cho khán giả. Và biết đâu chính vì cái sự bất ngờ mà những cái lá phiếu bình chọn sẽ dành cho Hà Kino. Đấy lại là một chiến thuật, công nhận. Ngập tràn trong tim em. Và em hứa sẽ quên anh. Anh đừng buồn. Xóa hết đi tình yêu xưa bỏng cháy. Thiêu đốt em mỗi khi đông lạnh về. Với em giờ này có những điều quan trọng hơn cả sự lừa dối. Và yêu và họ không chỉ gọi là tung hỏa mù này, thay mận đổi đào đâu, mà họ còn có một cái nữa, đấy là biết mình biết ta, trăm trận trăm thắng. Tức nó thể hiện rất rõ ở cái việc là họ lựa chọn so điểm với cả đối thủ nào. Thì tôi đã từng xem cái bản gốc của Trung Quốc ấy, thì có những nghệ sĩ khi mà ở trong vòng battle này thì họ rất là tự tin và họ muốn một lần là đối kháng với cả cái người mạnh nhất và cuối cùng họ thua. Thì đấy chưa chắc đã phải là một lựa chọn đúng đắn ở trong cái thời điểm đó. Mà mình phải quan trọng nhất là lựa chọn đối thủ nào mà mình có khả năng thắng. Quỳnh Nga, bạn sẽ là người lựa chọn ai sẽ là người so điểm với mình? Huyền Baby hay Diệp Lâm Anh? Và người mà em xin lựa chọn là Huyền Baby ạ. Căng thẳng nhỉ, chỗ này là đau tim lắm đấy. Và kết quả bình chọn là em sẽ chọn ai để đối đầu chọn điểm đây? Em không phải lộn vậy mới đúng. Dạ linh linh. Và bây giờ chúng ta sẽ được biết người giành được tình cảm khán giả, đó là Thanh Ngọc. Tôi sẽ dành quyền cho Đoan Trang lựa chọn ai là người mà bạn muốn đối đầu trong phần bình chọn. Có cần sự trợ giúp của đội của mình không? Dạ cần đó. Nhức đầu kinh khủng luôn. Diệu Nhi sẽ là một cái nhân tố mà sẽ đưa ra những cái yếu tố bất ngờ. Nhưng mà Lan Ngọc lại là một thí sinh rất là mạnh về bình chọn. Thì có khi mình cũng sợ cũng không bằng nha. Và sẽ là cái tên nào? Đội trưởng và các bạn mới vừa cho chị Đoan Trang một cái tên. Và chị tin tụi em mình sẽ đấu điểm với Diệu Nhi. Diệu Nhi! Đoan Trang và Diệu Nhi, các bạn đã sẵn sàng chưa? Và ngay bây giờ sẽ là kết quả bình chọn. Cái tên mà tôi được sướng lên đó là... Đoan Trang! Thực sự cái màn mà thách đấu giữa Đoan Trang với cả Diệu Nhi là hết sức gay cấn, và em cảm giác là cái kết quả nó sẽ rất là suýt sao ngay từ lúc xem rồi. Tức là Diệu Nhi với cả Ninh Dương Lan Ngọc đều là những người rất là đông fan đúng không? Nhưng thử nghĩ xem nếu như mọi người chọn Ninh Dương Lan Ngọc thì có khi kết quả đã khác. Đấy, việc mà 5 cuộc đấu mà 3 trong số đó thuộc về đội mà chúng ta đánh giá là thấp hơn ấy, nó cho thấy rằng là yếu vẫn có thể thắng mạnh nếu có chiến lược hợp lý đúng không? Trong bóng đá thì chúng ta cũng hay nhìn thấy điều đó. Khi mà những đội bóng yếu hơn luôn luôn cần phải có những cái chiến lược phù hợp, trong khi đội mạnh hơn thì rõ ràng họ chỉ cần là chính họ thôi. Gần đây thì đội tuyển Việt Nam chúng ta đều biết là đang thi đấu tại Asian Cup, và ngay trận đấu đầu tiên đã gặp, đúng là gặp ngọn núi luôn, đội tuyển Nhật Bản. Thực sự là một ngọn núi Phú Sĩ luôn. Đầu năm đã phải đi leo núi luôn lập tức. Thế nên là trước trận đấu thì mọi người đều đặt ra những câu hỏi về chiến thuật của huấn luyện viên Chu Xie. Chúng ta chọn được lối chơi, biết mình biết người, và chúng ta đã tận dụng được những cái cơ hội từ những quả bóng cố định, chẳng hạn đá phạt góc rồi đá phạt. Chiến lược hợp lý, đội tuyển Việt Nam cũng đã tạo ra được những bất ngờ và đã được cả châu Á khen ngợi rất là nhiều về màn trình diễn trước đội tuyển Nhật Bản. Và em đang chờ xem là sắp tới đây gặp Iraq, đội tuyển Iraq đúng không? Lại một đối thủ mạnh khác, thì chiến lược của ông Chu Xie sẽ là như thế nào? Như vậy là mình đã thấy rằng là đã có những cái tia sáng hy vọng dành cho đội hồi sinh đúng không? Bởi vì họ đã chiến thắng được 3 lần trong cái trận đấu cá nhân như vậy. Và sẽ còn có những cái trận đấu cá nhân tiếp theo nữa. Và bây giờ chúng ta sẽ thử đưa ra những cái dự đoán xem, đó là với những cái bài hát như là Đường Cong này,
em gái mưa này, thì đội hồi sinh sẽ lựa chọn những cá nhân như thế nào? Chỉ còn hai người của đội hồi sinh đúng không? Là Tú Vi và Nguyên Hà. Thì bây giờ nếu mà theo một cách logic mà nghĩ nhá, thì Nguyên Hà sẽ hợp hơn với bài Em Gái Mưa, tức là một bài hát trữ tình hơn một chút đúng không? Phù hợp với kiểu người hướng nội như là Nguyên Hà. Thế nhưng mà Hà cũng đã từng và hứa rằng là nếu mà được hồi sinh ấy thì Nguyên Hà sẽ nhảy hư hỏng. Em nghĩ rằng là nhóm mình phải có những cái sự cứu trích để cho mọi người cảm thấy sốc. Thì Hà mà vẫn hát đứng nhẹ nhàng với vocal cổ thì nó quá thường. Nãy Hà có hứa rồi đó. Hôm bữa Hà có post một cái post ở trên Facebook. Một lời hứa. Đúng rồi, nói là vote cho Hà thì Hà hứa là Hà sẽ sao? Nói em hứa là em hứa là em sẽ nhảy hư hỏng. Đúng rồi. Bây giờ thử, bây giờ thử đi nào. Bây giờ chị làm nữ chị làm cái cột. Làm nữ chị à, làm nữ hả? Biết đâu là chị sẽ đằng sau bộ vest đúng không? Chị đúng. Sẽ lột đôi đồ ra. Đúng. Và có một outfit khác sexy ở bên trong. Đó chính là outfit của bài Đường Cống. Và nếu như mà chị Nguyên Hà theo dõi được cái đoạn này của chúng tôi, hãy xác nhận ở trên VTV Show xem là chúng tôi nói đúng hay là sai nhé. Và nếu như vậy thì chú Vi sẽ hát Em Gái Mưa đúng không? Đó là về phía đội hồi sinh. Thế còn về đội ứng cử viên quán quân thì sao? Có Trang Pháp và chị Thu Phương là cùng một đội. Đó. Thì em nghĩ là Trang Pháp sẽ phù hợp với bài Đường Cong, bởi vì chị có khả năng vũ đạo rất là tốt. Thế còn chị Thu Phương, chị có một cái giọng hát truyền cảm, nét diễn nữa, thì có thể là phù hợp với bài Em Gái Mưa. Bản thân tôi cũng cực kỳ khao khát và trông đợi là chị hát Em Gái Mưa. Tại vì nếu mà với cái giọng thổn thức đó thì không biết là chị sẽ thể hiện Em Gái Mưa như thế nào luôn. Tôi rất là trông đợi vào cái đợt công diễn tiếp theo này. Trong khi đó nhá, cái đội còn lại ấy, thì em nghĩ là cái khả năng mà Phương Vi hát Đường Cong là phải đến 99% rồi. Bởi vì chúng ta nhìn thấy nhá, cái bộ trang phục của Phương Vi ở trong những cái được hé lộ ở trong những cái đoạn ở trong chương trình cũng là một bộ trang phục lấp la lấp lánh. Trong khi đó là chị Henny thì em nghĩ là sẽ phù hợp hơn với Em Gái Mưa. Nhưng mà nếu muốn hiểu rõ hơn về một số những cái chiến thuật gọi là đỉnh cao ấy, thì Tân với cả Chi cần phải theo dõi VTV2 vào lúc 15:30 hàng ngày. Khám phá thế giới. Mà nghe là như thế thôi nhưng không phải là khám phá thế giới con người đâu hai bạn nhé. Hai tầm chiều mới ạ, đó chính là khám phá thế giới động vật. Hỏi luôn nhá, cả Tân với Chi nhá. Trong ba con, thứ nhất con báo, thứ hai con đại bàng, và thứ ba con nhện, theo các bạn con nào có chiến thuật săn mồi đỉnh cao nhất? Để anh phải đưa ra cái này anh nghĩ là chuẩn luôn này. Tức là trong bóng đá ấy, những cái huấn luyện viên nào mà càng ít tóc thì là những huấn luyện viên đấy lại càng là những nhà chiến lược gia xuất sắc nhất. Pep Guardiola cũng là một anh đầu hói đúng không? Zinedine Zidane cũng là một anh đầu hói. Em đoán đại bàng đầu hói là có chiến thuật thông minh nhất. Em nghĩ là IQ cao hay không là nó cũng phụ thuộc nhiều vào kích thước của não đấy. Báo Gepa thì chắc là nhu mô của nó phải nhiều nhất chứ. Thưa hai tấm chiều mới, cái con mà chúng ta không nghĩ đến nhất chính là con nhện. Các bạn biết rồi đấy, nó còn đi cả vào phim ảnh người nhện. Ôi thôi nhá, em đã đúng không? Nói về trên phim ảnh thì em thấy rằng không có vẻ con rơi thông minh hơn con nhện đấy nhá. Người nhện là thấy tham gia vào bắt cướp là thấy toàn lao thẳng vào đối thủ, thưa quý vị, tính toán cái gì lắm nhá. Quý vị thân mến, tôi chỉ cần piu phát là dính luôn miệng anh Minh Tân lại. Anh Minh Tân không cần nói gì nữa. Thôi bây giờ muốn biết đáp án là con nào chỉ có cách là đi vào chi tiết của từng cái con đấy. Bây giờ chúng ta sẽ xem chiến thuật săn mồi của cái con đầu tiên mà Lan Chi đã lựa chọn nhé. Con báo Gepa. Báo Gepa, loài động vật hội tụ đủ các yếu tố để săn mồi ở vùng đất trống. Những con linh dương mẹ chặn đường của nó. Nhưng trong một cuộc rượt đuổi hết tốc lực, không con nào có thể chạy thoát khỏi báo Gepa. Trọng lượng của nó không đủ nặng để nó vồ lấy con mồi, vì thế nó phải dùng chiến thuật nán chân. Tội nghiệp
nhiều con linh dương con nhỉ? Khiếp đùa, mấy ông bà này ngồi đây mà còn ngồi thương mấy con mồi thì làm sao mà xem được những chương trình như thế này ấy? Chả quan tâm gì đến chiến thuật nữa, khổ thân. Rõ ràng là chúng ta nhìn thấy là ghét bảo con cáo thôi, chả thấy đánh giá gì về chiến thuật của nó nữa cả. Ô thế thôi à? Ghét nó. Ghét. Nhưng mà đây là tự nhiên mà, tất cả đều là loài động vật đi săn mồi hết cả đúng không? Đầu tiên là chúng ta đánh giá là này, báo nó biết là vũ khí mạnh nhất của nó là tốc độ, chứ không phải là sức mạnh. Muốn có thể săn được mồi thì nó phải chọn cùng hạng cân với nó là con linh dương con đúng không? Chỉ một sơ sẩy nhỏ thôi, báo sẽ phải chạy, bắt đầu tính toán lén đi theo xem con mồi nào là phù hợp này. Sau đó tính toán chọn thời điểm để ra đòn. Và khi ra đòn thì cũng phải tấn công vào chân đúng không? Để cho nó không đi được. Nhưng mà đấy, cái cách mà cái con báo ấy nó chạy nước rút ấy thì nó cũng có giống như là vận động viên điền kinh không hả anh? Tức là bởi vì là khi mà mình chạy 100m chẳng hạn thì mình cũng phải tính toán cái điểm chạy nước rút rất là quan trọng. Đúng. Sớm hơn một chút cũng chết, mà muộn hơn một chút là cũng có khả năng thua cuộc. Nó biết rằng cái tốc độ của nó chỉ có thể đạt được cao nhất ở một thời điểm. Và phải tính toán làm sao để ở thời điểm đấy nó có thể tấn công và tóm gọn con mồi để làm bữa trưa như là anh bạn Linh Dương tội nghiệp vừa rồi. Em thấy ở đây khác biệt với điền kinh là ngoài việc cần tốc độ ra thì còn cần cả sự bất ngờ nữa. Nếu như nó tiếp cận từ một vị trí xa ấy mà khiến cho đối phương có thể biết được thì như con Linh Dương ở đầu ấy, nó hoàn toàn có thể chạy ngoằn ngoèo, chạy rích rắc để tránh cái sự truy đuổi đấy. Nhưng mà nếu nó tấn công bất ngờ đi, ví dụ nó lẩn vào bãi cỏ chẳng hạn, sau đó với cái tốc độ của nó như thế thì hoàn toàn có thể tiêu diệt con mồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng thử đến với cái con vật tiếp theo, cái con mà anh Minh Tân rất là ngưỡng mộ ấy, chính là chú đại bàng đầu hói, để xem là chiến thuật của nó là gì. Con ngỗng lớn gần bằng một con đại bàng thực sự là một con mồi lớn và khó bắt. Tại thời điểm này trong năm, hồ nước có thể đóng băng sau một đêm. Đây là những gì mà đại bàng chờ đợi. Khi diện tích mặt nước thu hẹp lại, những con ngỗng buộc phải đứng gần nhau hơn. Lùa đàn ngỗng bay lên trời. Chúng lao xuống để gây hoảng loạn cho đàn ngỗng tuyết. Bây giờ, đám đông lại là một nguy cơ. Trong sự hỗn loạn và chật chội, các con ngỗng va vào nhau. Một số con bị thương và bị tách ra khỏi bầy đàn. Lúc này, chúng dễ dàng nằm gọn trong máu hút của những con đại bàng. Đôi khi vội vã quá, không được cái tác dụng gì đúng không anh Tân? Em nghĩ là không thể so sánh đại bàng đầu hói với lại Zidane, với lại Pep Guardiola được nữa rồi. Phải so sánh với lại Gia Cát Lượng, đúng không? Rất giống Khổng Minh ở trong việc biết sử dụng thời tiết làm vũ khí của mình. Khi là đánh giá tương quan lực lượng xong rồi thì mình thấy rằng phải đúng thời điểm, thời tiết ủng hộ. Khi có gió đông thì mới có thể tấn công được vào xích bích, chứ làm sao mà có thể đợi đến khi gió ngược thì làm sao mà làm được. Thế nên khi ở đây thì chúng ta nhìn thấy là đại bàng đồ hói rất thông minh chứ không hề đơn giản. Và bây giờ thì sẽ đến với một nhân tố bí ẩn mà chúng ta đã nói rằng là bí ẩn ngay từ đầu. Đấy chính là chú nhện. Poacher là loài nhện ăn thịt nhện. Bữa trưa của nó có kích cỡ lớn gấp 3 lần cơ thể nhện. Chúng có nọc độc và được bao quanh bởi một cái bẫy dính. Nhiệm vụ bất khả thi ư? Không đúng, vì nó có siêu năng lực thứ ba. Poacher là một thần đồng. Nhện Poacher đang tới. Nhắm trúng mục tiêu và an toàn trước những chiếc nanh. Thay vì tiếp cận con mồi, nó đưa con mồi lại gần nó. Nó giật giật sợi tơ, giả làm một con mồi đang vật lộn. Kéo con nhện vào chỗ chết. Bây giờ em đã hiểu vì sao Hiền Cua đánh giá bạn nhện Poacher này là có cái chiến lược săn mồi thông minh nhất rồi. Chúng ta nhìn thấy là ở đây là Poacher là đã đánh giá rất là rõ ràng về tình hình, quan sát địa hình này, nhãn quan đặc biệt, thậm chí là lên cả một bản đồ ở trong trí não của mình, đâu là cái điểm mù quan sát được của đối phương để có thể đu xuống
và ra đòn. Ở đây người ta dựng cũng như là phim hành động ấy. Trước khi nhện bắt đầu nhìn này, quan sát chiu các góc đấy, sau đó mới nhìn ra đây hẳn phải là James Bond trong giới động vật rồi. Và chúng ta cũng cần phải cảm ơn chương trình Khám Phá Thế Giới vì đã mang lại cho mỗi người thêm rất là nhiều những cái kiến thức liên quan đến thế giới động vật, và đặc biệt là chiến thuật săn mồi của cả ba cái con vật mà chúng ta vừa giới thiệu kia, nó cũng rất là thú vị. Chắc chắn là phải nằm vùng rất là lâu để có thể tìm hiểu được tập tính của các con vật đấy, phải quan sát đúng không, xong rồi phục kích, xong rồi sau đó mình mới khen đến những cái kỹ thuật quay rồi những cái thiết bị. Thì tất nhiên là quá là khủng rồi. Cá nhân tôi thì nghĩ rằng là dù có đưa ra bất kỳ một cái chiến thuật nào đi chăng nữa thì cái nền tảng và cái gốc rễ của nó vẫn cần phải dựa trên nội lực. Kể cả các chị đẹp cũng thế thôi, dù là team nào đi chăng nữa, dù có đưa ra cái phương án là đưa chị nào, thể hiện bài nào, ca khúc nào, vũ điệu nào, thì cái bài trình diễn đấy vẫn cần phải có cái sức mạnh của chính cái bài biểu diễn đó thì mới có thể hấp dẫn và thu hút được cái lá phiếu bình chọn của các khán giả. Tất nhiên là chiến lược nó chỉ là một phần thôi. Có chiến lược tốt thì chúng ta sẽ tăng phần trăm chiến thắng thôi, chứ còn nếu mà không có thực lực và nỗ lực thì cũng chiến thuật với chiến lược thì cũng vô nghĩa thôi. Và tạm gác lại câu chuyện về chiến thuật trong chương trình ngày hôm nay, ba anh chị em chúng tôi xin được gửi lời chào tạm biệt đến quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại.